Chào cả nhà nha. Giờ 3 giờ mà đi kiếm nấm mối. Nè, được mấy tay nè. Giờ nở tà le tắt lét hết thôi. 2, 4, 6 tay. Đi ra vườn chơi mà dùm dòm sao thấy. Cái này mốt tới mùa kiếm nhiều lắm á. Rất là thấy êm nè. Này cho tốn thêm con gà nữa. Có không? Phát phát. Đủ. Chứ không phải quá. Nó. Đúng rồi. Đây. Đó, đựng tay nữa. Giờ nở tà le rồi ha. Vậy mà cái đó giòn lắm. Mà sao chắc tới tới giờ mà còn vậy cũng ngon rồi chứ. Chưa ra giòi á. Quần quần chỗ này có không?